Vậy đó hả? Nhiều tới đây không quản luôn hay sao? Thôi bây giờ gia đình ơi, đầu tiên sẽ hát có một số nãy giờ có live, một số live stream thì theo cầu của một số live stream rồi tặng gia đình chúng ta luôn. Và đặc biệt bài này em sẽ đi đi một nơi em cầu nguyện cho hai cháu. Đó là bài hát Tân Cổ Giáo Viên được mang tên Em Đi Chùa Hương, đi cầu nguyện cho hai đứa cháu nó hạnh phúc suốt đời. Vô là 1, 2, 6 thôi. Dạ em hát vùng cổ chứ em không có giật nổi giống như quý em của em đâu, chứ quý em nó giật quá.
sắm của trần gian con thuyền nhỏ nhẹ nhàng sông có phải tung tiền đau ngộ là mơ là mộng gặp gỡ giữa đường chạy dữ hả?